xin giúp bấy. Bây giờ có giúp nó bấy một cái nữa nhà, nó sắp nó chín. Này đủ không, có xếp quần không? Đủ. Này có xếp quần hả? Biết không? Hai cô thật chọn thôi. Cái này dữ lắm rồi. Máu khủng. Thế nè. Tí cho nó vội luôn kìa. Liêu xì dê con gấu của mày bấm thằng bố nó mà bẩn. Trời ơi, có đồ ăn nữa nè. Bẩn, cứ tiếp đi. Này có xí kịch luôn hả? Không biết tại gì. Không có. Nhiên bỏ là dặn, này có bên mày. Không có rồi. Có khách viện nhìn xí vậy. Thằng này không biết con gì đó mày đâu biết. Không xí kịch đâu, trả đi. Không xí kịch đâu. Ừ. Vô rồi. Trời ơi, chửi nữa. Tôi đang làm clip review và chữ chữ. Em đóng dữ rồi. Tiếp vô. Có sao này không? Chưa thấy huyền chủ đâu nha. Nó hàng gì, hàng gì. Đức Phi đâu rồi? Hàng gì lộn luôn chứ. Con Đức Phi nhìn dễ thương ghê. Cái thuyền cũng dễ thương. Cái shop cũng khi cưng. Phi mèo đen mà. Cô Đức Phi, cô Đức Phi, cô Đức Phi màu đen. Mèo này màu đen mà. Mèo nó đá nữa. Ủa sao? Ủa sao? Vẫn là hiền gì? Ờ, cái thuyền. Cái thuyền. Bự. Cái thuyền dễ luôn mà. Cười không bỉ gì. Cái gì vậy? Có đế rồi. À, không có đế được. Có đế, có đế. Cái bọng luôn đó. Cái mỏi vô không trời. Cái ghét rồi. Nó có cái lá cờ nữa. Ừ. Thương không? Thuyền trưởng của chui đâu? Thuyền trưởng ơi. Là mì gì không sao chứ thuyền trưởng các bạn con. Này chắc huyền dưỡng quá, huyền dưỡng là đỏ. Rồi, nó bắt cam rồi. Nó bây giờ? Cơ. Bắt cam lại. Nó bây giờ. Dét. Nó nhận xuống. Chưa hết huyền dưỡng, huyền dưỡng hay cuối. Rồi, nó chết rồi. Trời ơi, dưỡng cuối trời. Trời ơi, không chờ, chắc phải cuối cùng rồi. Né. Cái né hay là lúa rất là lúa dễ thương cái ghét kìa. Không biết đi đâu không biết nghe nào không biết đừng đưa lên Facebook hay kêu mua thì gặp tôi rồi tốt đi lùa ngốc ngớt cái đứt nó kìa. Rồi, còn một hộp này đã mai khui nha mọi người. Giờ buồn ngủ rồi. Nó đi quân sự giờ nó quen giờ đi quân sự rồi, giờ mắt nó mở hết lên rồi. Mày cái gì không? Làm chi tiết không chứ bộ.